Cảnh báo, bốn con giáp phạm thái tuế năm 2022 phải đương đầu với rất nhiều bất trắc trong cuộc sống. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ về kiến thức tử vi phong thủy và đời sống tâm linh, được tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, do ảnh hưởng bởi các thiên tinh quay quanh trái đất nên vận khí của đất trời cũng như con người cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Vậy nên trong năm 2022 Nhâm Dần, những tuổi nào bị xung khắc với thái tuế? Tuổi phạm thái tuế năm 2022 là những ai? Họ sẽ phải đương đầu với những thách thức nào trong cuộc sống và đâu là cách hóa giải hữu hiệu nhất? Câu trả lời sẽ nằm trong bài phân tích ngay sau đây. Xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi. Tuổi phạm thái tuế năm 2022. Phạm thái tuế hiểu đơn giản là xung với thái tuế, tức năm sinh của ai xung với địa chi con giáp của năm đó thì gọi là phạm thái tuế. Trong năm phạm thái tuế, gia chủ dễ gặp phải điều bất thuận, công việc khó khăn, sức khỏe suy giảm, tình cảm rạn nứt, tiền bạc hao tổn. Vì thế bản mệnh làm việc gì cũng cần phải cẩn thận hơn để hạn chế tối đa những sự cố không mong muốn. Năm 2022 có 4 con giáp phạm thái tuế bao gồm tuổi Dần, trực thái tuế, tuổi Tỵ, hình thái tuế, tuổi Thân, xung thái tuế, tuổi Hợi, phá thái tuế. Vậy trong năm Nhâm Dần 2022, 4 con giáp kể trên sẽ gặp phải những biến động lớn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Để hóa giải hạn thái tuế, từ xưa đến nay cha ông ta cũng như các bậc thầy phong thủy đều khuyên gia chủ sử dụng pháp khí phong thủy kim bài thái tuế mang theo bên mình, cụ thể như sau. Tuổi Dần, trực thái tuế. Năm 2022 là năm bản mệnh của người tuổi Dần, vì vậy bạn phải đối diện với cục diện trực thái tuế khiến cho vận trình tổng thể trong cả năm có dấu hiệu đi xuống. Vào năm này, bản mệnh gặp phải nhiều chuyện không được như ý muốn, tạo thành những ảnh hưởng không nhỏ trong cuộc sống. Trên phương diện sự nghiệp, con giáp này là người có tính cách hiếu thắng, lúc nào cũng không ngừng cố gắng để thể hiện điểm mạnh của bản thân. Bạn không muốn là người tụt hậu, luôn mong muốn mình đứng trên người này, người khác. Thái độ tích cực này tất nhiên mang đến những tác động tích cực cho sự nghiệp của bản mệnh. Tuy nhiên, trong năm trực thái tuế như thế này thì bạn không thể chỉ chú ý đến việc cố gắng mà không quan tâm đến những tác động bên ngoài. Thời điểm này, bạn sẽ liên tiếp gặp phải những trở ngại trên con đường thăng tiến, ví dụ như thường xuyên mâu thuẫn tranh chấp với đồng nghiệp, quan hệ với lãnh đạo không hòa thuận. Nhiều việc, bạn lập kế hoạch từ trước lại không nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ từ người ngoài, khiến cho bạn cảm thấy sờn lòng, thoái chí, thậm chí là nghi ngờ chính phương hướng mà mình đã lựa chọn. Đây chính là lúc bạn cần phải bước chậm lại để có thể nhìn nhận và đánh giá chính bản thân mình, nhận ra đâu là ưu điểm, đâu là khuyết điểm của mình để có hướng phát huy sửa chữa phù hợp. Trong năm nay, các thầy phong thủy khuyên gia chủ cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải do hạn thái tuế mang lại. Trên phương diện tình cảm, người tuổi Dần luôn muốn mình là người nắm thế chủ động trong các mối quan hệ, vì thế nhiều khi khiến cho vị thế của cả hai người trở nên mất cân bằng. Nửa kia của bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và áp lực. Bạn sẽ là người thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn với người ấy, lại cộng thêm áp lực do cuộc sống mang lại, khiến cho bạn thường xuyên nổi nóng với đối phương, khiến cho khoảng cách giữa hai người ngày càng xa xôi. Bản mệnh không nên quá cố chấp với quan điểm của mình, có điều gì không hài lòng thì nên bình tĩnh thảo luận, học cách lắng nghe đối phương, có như vậy thì những khúc mắc mới dần được hóa giải. Trên phương diện tài lộc, con giáp này luôn cố gắng làm việc để có một cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn. Tuy nhiên do sự nghiệp không có những bước tiến đáng kể, cho nên tiền bạc khó có thể gia tăng mạnh. Người làm ăn cũng thường xuyên gặp phải khó khăn trở ngại do đối thủ hoặc khách hàng mang tới. Chuyện mở rộng quy mô cũng vướng phải nhiều khó khăn. Chính vì vậy trong thời điểm không quá dư giả như thế này, bản mệnh cần phải chú ý hơn đến việc đầu tư, chi tiêu, nếu không dễ rơi vào cảnh túng thiếu, lấy chỗ nọ đập chỗ kia, khiến cho cuộc sống phải chịu nhiều áp lực không cần thiết. Bạn chớ nên vung tay quá trán để khẳng định đẳng cấp của bản thân, cho bằng được người này, người khác, tốt nhất có bao nhiêu chi tiêu bấy nhiêu, khoản tiền còn lại để dành tiết kiệm, phòng những biến cố ập tới bất ngờ. Để hóa giải những vận hạn trên, các thầy phong thủy khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế cũng như một vòng tay tam hợp quý nhân để hóa giải. 2. Tuổi phạm thái tuế năm 2022 tuổi Tỵ, phạm hình thái tuế.
Tử vi tuổi Tỵ năm 2022 cho thấy, trong năm đương số đối đầu với cục diện hình thái tuế, cho nên vận trình có nhiều dấu hiệu suy giảm. Vì thế bản mệnh làm việc gì cũng cần phải chú ý cẩn thận hơn, nếu không sẽ có rất nhiều rắc rối ập đến, khiến cho bạn phải chóng mặt ứng phó. Hãy chú ý cách khắc phục các điểm yếu của mình, đặc biệt là trong giao tiếp cũng như trong công việc. Như vậy thì bạn mới có thể vượt qua được những khó khăn dễ dàng hơn, không phải phụ thuộc vào điều này, điều khác. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh thường không mấy tập trung vào nhiệm vụ của mình bởi bản tính lười biếng được chăng hay chớ, lại thêm tinh thần thiếu hăng hái, không sẵn sàng hành động nên dù có đặt ra kế hoạch cũng rất khó bắt tay vào làm. Chính những điều bạn thực hiện hàng ngày khiến lãnh đạo cảm thấy khó tin tưởng, không muốn giao cho bạn những công việc quan trọng. Việc thăng tiến trở nên khó khăn nếu không muốn nói là dậm chân tại chỗ, tạo cơ hội cho người khác vượt qua. Bạn cần phải chấn chỉnh lại tinh thần của mình, chú ý hơn khi làm việc để tránh xảy ra những sai sót đáng tiếc ảnh hưởng đến tiền đồ của bản thân. Trong giao tiếp, bản mệnh cần phải chú ý cởi mở hơn với mọi người xung quanh. Khi nhận được lời góp ý thậm chí là phê bình của cấp trên, đồng nghiệp, bạn cần phải nghiêm túc lắng nghe để có được cái nhìn đúng về vấn đề. Đừng vì lòng tự trọng của mình mà gạt đi ý kiến của người khác, làm theo ý mình trong mọi việc. Nếu có điều kiện, bạn cũng nên mở rộng các mối quan hệ xã hội của mình, bởi quan hệ rộng sẽ giúp cho bạn chạm tay tới nhiều cơ hội đáng mơ ước hơn, đồng thời cũng giúp bạn hóa giải những khó khăn dễ dàng hơn. Để tăng cường vận trình sự nghiệp, quý gia chủ cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, giúp hóa giải vận hạn, tăng cường sự nghiệp và tài lộc cho gia chủ. Trên phương diện tình cảm, tuy bạn là người rất chân thành, song do tính cách lạnh lùng, nhiều khi cô độc, không biết cách bày tỏ cảm xúc của mình nên mọi chuyện khó có thể thuận lợi. Với người đã có đôi có cặp, hai người thường xuyên rơi vào cảnh chiến tranh lạnh vì không hiểu ý nhau. Những ý kiến khác biệt cũng khiến cho việc trao đổi gặp phải khó khăn, thậm chí là mỗi người một ý, mỗi người làm việc của mình mà không quan tâm đến đối phương, khiến cho quan hệ dần trở nên xa cách. Với những ai còn độc thân, bạn khó bước ra khỏi thế giới của riêng mình mà thường xuyên chìm đắm vào trong những cảm xúc tiêu cực. Trong năm 2022 này, dù có người chủ động tiếp cận, bạn cũng sẽ thường tìm cách để từ chối khéo léo. Trên phương diện tài lộc, do chịu tác động của cục diện hình thái tuế, cho nên chuyện kiếm tiền không được lý tưởng. Hơn nữa, một số người tuổi Tỵ có năng lực khá hữu hạn, lại thêm tính cách lười biếng thụ động nên khó có thể cải thiện được thu nhập. Người làm công ăn lương cần tập trung vào nhiệm vụ của mình để có thể giữ vững được thành tích và đạt được từ trước đó. Nếu không ngừng cố gắng thì vẫn có thể chạm tay tới cơ hội thưởng nóng hoặc tăng lương. Với người làm ăn kinh doanh thì bạn cần phải đặc biệt chú ý khi đưa ra những quyết định đầu tư. Nếu sơ suất, tin người quá đáng, bạn rất dễ rơi vào cảnh phá tài hoặc bị lừa gạt, lợi dụng, khiến cho tiền bạc thất thoát, khó có thể kiểm soát được. 3. Tuổi Thân, xung thái tuế. Trong năm xung thái tuế năm 2022, người tuổi Thân sẽ phải chịu khá nhiều ảnh hưởng tiêu cực, khiến cho mọi mặt cuộc sống không còn được thuận lợi như ý muốn. Áp lực nặng nề khiến cho bạn thường xuyên suy nghĩ tiêu cực, thậm chí cảm thấy chán nản, mệt mỏi và muốn bỏ cuộc giữa chừng. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải biết rằng nếu từ bỏ thì tức là những công sức trước nay của bạn sẽ đổ sông đổ bể. Khi đối mặt với khó khăn, bạn cần nhấc mình lên, không ngừng cố gắng, đồng thời chia sẻ gánh nặng với mọi người xung quanh. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh thường xuyên vướng phải những chuyện rắc rối phức tạp do đồng nghiệp mang lại. Dù có cố gắng là người đứng ngoài trong mọi việc, nhưng kẻ tiểu nhân sẽ khó lòng bỏ qua cho bạn. Vì thế hãy luôn cẩn trọng trong mọi việc, đừng chủ quan lơ là trong cả những việc quen thuộc khiến cho kẻ xấu nhân cơ hội gây rắc rối cho bản thân. Trong những công việc quan trọng, bản tính nóng vội khiến bạn thường nhanh chóng đưa ra những quyết định mà không chú ý trao đổi thảo luận với mọi người xung quanh. Từ đó gây ra việc tập thể chia rẽ, mỗi người mỗi ý, khó có thể hoàn thành công việc được đúng tiến độ. Vậy nên quý gia chủ cần phải mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tài lộc ùn ùn kéo đến. Tính cách tùy tiện ấy cũng khiến cho lãnh đạo có cái nhìn không tốt về bạn, không dám giao cho bạn những công việc có tính chất quan trọng. Trên phương diện tình cảm, người tuổi Thân với bản tính tự do, phóng khoáng, có thể nhanh chóng tạo dựng quan hệ với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, cũng chính bởi vì thế mà bạn thường vướng vào nhiều chuyện rối ren.
người độc thân cả thèm chóng chán, nhanh chóng rơi vào lưới tình nhưng lại không duy trì được cảm xúc lâu dài. Vì thế bạn thường lắm mối tối nằm không, luôn có cảm giác không ai hiểu được mình, không tìm được người phù hợp. Với người đã lập gia đình, nhiều mối quan hệ đan xen khiến cho vợ chồng nhiều khi bất ổn, hai người dễ cảm thấy nghi kỵ cho nhau và cảm thấy cuộc sống hôn nhân quá tẻ nhạt, muốn đi tìm niềm vui bên ngoài. Trước khi tình huống xấu nhất xảy ra, bạn cần phải luôn nhắc nhở bản thân mình không vì một phút giây ham vui mà đánh đổi hạnh phúc mình đã mất bao nhiêu năm gây dựng. Trên phương diện tiền bạc, con giáp này khó mà có được một năm dư giả. Người làm ăn chớ nên nóng nảy, vội vã tin theo lời rủ rê của những người không đáng tin cậy. Đó có thể là cái bẫy mà kẻ xấu giăng ra để bạn hao tiền tốn của. Bạn muốn làm giàu thì cần phải cố gắng dựa trên sức của mình, chớ nên nghĩ tới chuyện không làm mà muốn được hưởng thụ. Trong chuyện chi tiêu, bạn cần phải hạn chế những ham muốn không thiết thực của mình, tránh dồn tiền cho những món đồ không thực sự cần thiết. Hãy luôn để dành một khoản tiền tiết kiệm để đề phòng những sự cố bất ngờ. Có như vậy, bạn mới không rơi vào cảnh bị động, phải chạy vậy, đi vay người này, người khác. 4. Tuổi Hợi, phá thái tuế. Xét về tuổi phạm thái tuế năm 2022, phải kể tới người tuổi Hợi, đương số phải đương đầu với sức ảnh hưởng của cục diện phá thái tuế, cho nên cuộc sống phải chịu những ảnh hưởng không nhỏ. Bản mệnh phải đau đầu giải quyết những sự cố liên tiếp xảy ra bất ngờ trong cuộc sống, vì thế dễ rơi vào cảnh mệt mỏi, tinh thần sa sút. Để tránh những tai họa không đáng có, bản mệnh cần phải cẩn thận khi làm bất cứ việc gì, đồng thời chú ý tích đức hành thiện, chớ nên gây thù chuốc oán với người khác. Trên phương diện sự nghiệp, vì bản thân con giáp này không phải là người quá coi trọng chức quyền, cho nên thường tạo cho người khác cảm giác lười biếng, ỷ lại. Dù bản mệnh có đầu óc thông minh, linh hoạt nhưng lại ngại bắt tay vào công việc, cho nên về cơ bản, bạn vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí để cho một vài người tìm được cơ hội vượt qua mình. Ngoài ra, sự lơ là chủ quan cũng khiến bạn mắc phải những lỗi sai không đáng có, khiến cho bạn phải nhận lời phê bình của lãnh đạo và sự chỉ trích của đồng nghiệp. Con giáp này cần thiết phải chỉnh đốn lại bản thân mình. Một khi đã được giao nhiệm vụ gì thì cần phải hoàn thành thật nghiêm túc, tránh đùn đẩy cho người khác. Một khi đã phạm sai lầm, bạn cũng cần phải dũng cảm đứng ra, nhận khuyết điểm và có hướng sửa chữa, như vậy mới có thể phát triển được. Trên phương diện tình cảm, vợ chồng người tuổi Hợi thường xuyên gặp những xung đột trong quan điểm, khiến cho bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Có lẽ hai người cần phải bình tĩnh ngồi lại để thảo luận vấn đề với nhau, tránh cường điệu quan điểm của bản thân và hạ thấp ý kiến của người khác, nếu không thì mọi chuyện sẽ càng lâm vào bế tắc. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng là vấn đề cần phải quan tâm vào thời điểm này. Những khác biệt thế hệ khiến cho đôi bên khó có thể hiểu và thông cảm cho nhau, nhưng chính vào những lúc này bạn lại càng phải cố gắng nhiều hơn, tránh làm mọi việc theo ý muốn. Hãy đặt mình vào vị trí của cha mẹ hoặc con cái để có cách ứng xử phù hợp trong từng tình huống khác nhau. Trên phương diện tài lộc, người tuổi Hợi thường thiếu quyết tâm làm việc, được đến đâu hay đến đó nên khó có thể hưởng thụ cuộc sống giàu sang. Lại thêm tác động không mong muốn ở cục diện phá thái tuế, bạn bắt tay vào làm việc gì cũng gặp trở ngại. Tình hình cạnh tranh khốc liệt khiến cho người làm ăn phải vô cùng vất vả mới có thể điều khiển được mọi việc đi theo đúng quỹ đạo. Khoản thu của bạn không nhiều nên cần tích tiểu thành đại, không nên thấy những mối làm ăn nhỏ mà coi thường bỏ qua mối làm ăn lớn, cần sự mạo hiểm thì lại sợ hãi, tự ti. Với người làm công ăn lương, triển vọng thăng chức, tăng lương trong năm 2022 này là không lớn, bạn cần phải tự tìm thêm các công việc tay trái nếu muốn cải thiện thu nhập. Vậy nên để tăng cường tài lộc và sự nghiệp, các thầy phong thủy khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo để hóa giải. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải hiểu kỹ các công việc này trước khi bắt tay vào làm, nếu không dễ rơi vào cảnh mất công mất sức mà không được trả công hoặc trả công không tương xứng. Thưa quý vị, trên đây thì Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ thông tin về những tuổi phạm thái tuế trong năm 2022.
và mong rằng chúng sẽ hữu ích với bạn cùng với những người thân trong gia đình trong việc chủ động đón lành tránh dữ trong năm tới. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình Phong thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để luôn là người đầu tiên nhận được những kiến thức mới nhất của chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của Phong thủy Gia Cát.